The Fruit is Swelling là bộ phim thuộc thể loại tình cảm lãng mạn của Hồng Kông được sản xuất vào năm 1997. Bộ phim do Tiền Văn Kỹ chịu trách nhiệm chỉ đạo, với các diễn viên tham gia Chung Chân trong vai Trần Mật Đào, Hoàng Mỹ Kỳ trong vai Từ Mật Đào, Vương Thư Kỳ trong vai Danny, Phương Tiền trong vai Baby, Hồng Hiểu Vân trong vai Từ Lệ Chi, Từ Cẩm Giang trong vai Từ Tiểu Phượng, Uyển Quỳnh Đan trong vai Anh còn thử các mình tin được cắt ra thôi, các tin đại thiên dương cũng có. Trình tự đơn giản vậy mà cũng không vào được, làm gì vậy? Đi. Đồ ngon nè, hai cậu hai mã hầm đó, rất bổ, còn nóng uống đi. Dầu hổ lên cầm hổ phô cái này. Xem. Cô nói đùa hả? Em không đùa đâu, em là Tiểu Đào thật đó. Không phải đâu, tôi tìm chị hai, hắn gạt em đi coi TV. Tiếp theo hắn còn cởi đồ. Cảm ơn. Tôi bận gì? Tôi về trước đây. Thì ra là đổi khẩu vị. Cô trẻ con còn tốt lắm sao? Dạ hết. Chỉ còn có ngày đêm mong nhớ Doris và Gloria. Dạ phải đó bác gái. Nhanh lên nhanh lên. Được rồi. Ngã đi ngã đi. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Ê, gì cơ làm được kiên quả? Sao phải ngồi bán á? Ba tôi mua một tòa nhà ở đây. Chính là vì thích phong cảnh đẹp ở đây. Rồi, chúng ta là chui ra từ trong cục đá mà. Em đoán cũng chắc. Ai dạy em vậy? Đã 18 tuổi rồi.